Ở trận đấu gần đây, không được xếp đá chính trước Liverpool, CR7 phải ngồi trên hàng ghế dự bị để theo dõi các đồng đội. Ngay những phút đầu tiên khi Man United có bàn thắng mở tỷ số, Cristiano Ronaldo đã rất chăm chú quan sát pha bóng và ăn mừng nhiệt tình khi Jadon Sancho đưa bóng vào lưới. Siêu sao người Bồ Đào Nha đã đứng lên vỗ tay cho pha xử lý bình tĩnh của Sancho. Trong trận đấu này, Ronaldo chỉ được vào sân ít phút cuối trận với mục đích kéo dài thời gian. Giày anh tự mua, ngã anh tự hiểu, chứ còn biết bắt đền ai tầm này nữa. Mẹ nó tức, đi đá bóng mà tưởng đi diễn xiếc không, tức cái lòng ngực thật sự. Còn gì nữa đâu mà khóc với trầu. Mấy cái ông này hay quá nhờ, tới cái áo cũng không tha, có tức không chứ lị. Cơ mà cũng nhờ thế mà chị em lại được chiêm ngưỡng tiết mục kệ áo sexy. Cũng rất gì và này nọ, xin cứ tiếp tục phát huy. Em là thiên thần đông lạnh trong anh, siêu bạch liên hệ lông lai lông lai. Chơi không lỗi như anh thì chơi một mình đi cho nó lành anh ạ. Bóng đá mà ông anh cứ làm như chơi bóng rổ thế kia thì có mà chết. Chơi là phải sanh chính, làm người ai lại làm thế. Bất ngờ luôn bây giờ, dễ luôn bây giờ. Ủa xù ôi nó gài em anh ơi. Em đã đấm nhẹ nhàng chứ đã kịp làm gì đâu. Hoàng quá đi mất. Đúng là có tiếng mà không có miếng mà. Ôi bạn ơi, ôi bạn ơi, ôi bạn ơi, ôi bạn ơi, ơi, ôi bạn ơi. Ôi xù ôi, bóng nó cứ lăn vào chân rồi bắt anh ghi bàn chứ anh có cần phải làm gì đâu. Bởi vậy người ta mới bảo may mắn cũng là một loại tài năng đấy. Mấy chú muốn như anh mà đâu có được. Nó ở cái tầm chất. Ngày xưa mà không đi đá bóng thì tầm này anh đang làm phủ công rồi đấy các em ạ. À, vậy chứ ba cái đồ yêu này anh hơi bị chuyên nghiệp luôn. Lúc nào anh giải nghệ thì các nhãn hàng cứ booking em nha. Nhảy bào mất nấc luôn. Ocean and Moby, we get it all. Đêm nay ai bành, sang xịn mịn, ai đâu muốn đứt thả tim. I. Đêm nay ai bành, sang xịn mịn, bước vào thẳng cả team. I. Đêm nay ai bành, sang xịn mịn, cứ đâm đầu như là min. I. Đêm nay ai bành, mịn cho em, còn lại xịn cho anh nhá. Hold up, bành này không gái bạn ơi. Biển này đông cá là bành bơi. Nhà hàng nguyên club bành bạn. Ê bạn ơi, không có chơi cửi lên đầu lên cổ nhau kiểu đấy nha bạn ơi. Tôi là tôi không vui tính như trước nữa đâu. Rồi ghế chưa? Ghế chưa? Ờ, cái gì đấy? Đâm mù mắt tôi đi. Tôi dài thẳng 100% mà bạn làm ăn kiểu này thì không ổn rồi. Bình thường thôi. Mà nghe sao không bình thường. Dù là cầu thủ triệu đô thì đôi khi vẫn có những khoảnh khắc trẻ trâu thôi anh em ạ. Nhìn anh Ron như chiếc chiếu mới, chưa từng trải. Tưởng thế là ngầu, tưởng thế là hài hước các kiểu đấy. Trưởng thành lên đi ông anh ạ. À, trẻ trâu kiểu này là cưa sừng làm nghé đấy nha. Kiểu gì? Nanti moto kau macam unta. Kau nak marah-marah-marah merah mata. Semua pecah, piston pecah, belok pecah, muka pecah. Ba cái đồ yêu âu đi âu đủng anh có thừa, quan trọng ngắm gái xinh là chính. Nhưng mà ngắm mình cũng phải có liêm sĩ, có tự trọng nhé anh trai. Nhìn như muốn đục con gái nhà người ta kiểu này thì ố về quá rồi đấy. Đúng là thủa mới vào đời có biết mẹ gì đâu. Giờ nhìn lại cái tự cười ẻ bản thân luôn chứ đùa. Chào cậu. Lần đầu tiên gặp anh. Trời má, hết cả hồn, bạn với chả bè, chơi toàn mấy trò làm đau tim nhau không? Cũng may là đây tinh thần thép, chứ không thì bất tỉnh nhân sự tại chỗ thì lại ối xù ôi luôn nha. Quá trời mất dạy rồi đây. Chắc
chân thành cảm ơn các anh em thiện lành đã ủng hộ những video của chúng tôi. Nếu thấy video hấp dẫn thì hãy nhấn like và đừng quên nút theo dõi nếu muốn xem thêm những video thú vị như thế này nha. Mãi yêu.